Em chào đại ca. Chúng mày giải thích cho tao xem. Việc của chúng mày là theo sát con Yến 24/24. Vậy mà nó ra khỏi nhà lúc nào, tìm được cái tài liệu quan trọng kia, chúng mày cũng không biết nốt. Chúng mày giải thích đi. Đại ca. Dạ, đại ca ơi. Bọn em đã ở đấy 24/24, nhưng mà không hiểu tại sao nó vẫn thoát ra được ạ. Dạ. Ta đã chi không tiếc tiền cho chúng mày để làm việc. Và kết quả bây giờ là như thế nào? Bọn em sẽ lập công chuộc tội à? Dạ, em cảm ơn đại ca. Ôi, đại ca ơi, đại ca đừng cắt tay em ạ. Ôi, đại ca ơi, đại ca tha cho em. Em một lòng trung thành với đại ca mà, đại ca ơi. Đại ca làm gì mày đâu. Mày nhìn chữ đi. Móng tay dài thế này cơ mà. Đại ca tha cho em xin đại ca. Để anh cắt móng tay cho mày. Dạ, em không dám mà. Ôi, đại ca ơi. Đại ca em. Sạch sẽ chưa? Dạ. Chúng mày biết tính anh Vũ rồi. Dạ, vâng ạ. Anh là không ưa bạo lực, hả? Vâng. Anh sẽ cho chúng mày thêm một cơ hội nữa. Em cảm ơn đại ca. Em cảm ơn đại ca. Anh không cần biết bằng cách nào. Chúng mày phải mang bằng được cái tài liệu đấy về đây. Và nhớ, bản gốc